sao mẹ cũng nói dối con. Cho đến bây giờ, con trưởng thành hơn và đã nhận ra một điều. Thì ra, người lớn cũng hay nói dối. Mẹ ơi, thỉnh thoảng con vẫn nói dối mẹ. Lúc con đang dạo phố với bạn, mẹ gọi điện, còn nhanh nhẩu. Con đi mua sách mẹ ạ. Ngồi trò chuyện cùng người ấy bên bờ hồ, mẹ gọi, con nhỏ nhẹ. Con đang ôn bài trên thư viện. Cuối tuần đi chơi, mẹ gọi, con thưa. Con đang xem phim với bạn phòng bên. Kẹt tiền ăn vì lỡ mua cái áo đắt tiền, con buồn thiêu gọi về. Ở ngoài này ăn uống đắt đỏ quá mẹ ơi. Con hổ thẹn, thú nhận, vẫn hay nói dối mẹ như vậy đó. Và chẳng bao giờ nghĩ mẹ giấu con điều gì cả. Cho đến bây giờ, con trưởng thành hơn và đã nhận ra một điều. Thì ra, người lớn cũng hay nói dối. Là mẹ nói dối con. Ở nhà mẹ vẫn khỏe, vẫn đi tập dưỡng sinh với các bác hàng xóm. Trong khi chân mẹ lại bong gân, sừng nhức mấy ngày liền không đi lại được. Là mẹ nói dối con. Sáng nay mẹ đi chợ mua thức ăn, trong khi một mình mẹ chỉ đĩa dưa cùng vài con mắm dành tiền để gửi cho con. Là mẹ nói dối con. Đàn gà nhà mình đẻ nhiều lắm, từng quả trứng tròn mẹ gói cho vào hộp, góp lại, chờ có người về gửi cho con gái yêu. Chắc ở ngoài đó nó ăn uống khổ lắm, làm gì được ăn quả trứng thơm ngon thế này. Mẹ thở dài, vào ra mong ngóng tiếng gà cục ta cục tác. Là mẹ nói dối con. Ở quê cũng ít mưa gió, chỉ thương con đường xa đi học ướt mưa. Vậy mà dịp nghỉ lễ con về, thấy mẹ rải xô chậu hứng nước mưa rõ tông tông khắp nhà. Là mẹ nói dối con. Áo ấm của mẹ còn nhiều lắm, mặc đã hết đâu, con cứ dành tiền mua cái nào đẹp đẹp mà mặc. Thế nhưng suốt 3 ngày Tết, chỉ thấy mẹ tươi cười trong chiếc áo len, mặc từ hồi chưa nghỉ hưu. Là mẹ biết con đang nói dối lúc nghe điện thoại của mẹ, nhưng vẫn dịu dàng. Ừ, học bài rồi nghỉ sớm nghe con. Thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi với bạn bè cho thoải mái đầu óc con ạ. Bao lần mẹ nói dối, bao điều mẹ giấu giếm, chỉ mong được nghe tiếng cười của con. Mẹ âm thầm dành hết những vất vả, thiếu thốn, cô đơn, chỉ mong sao con được hạnh phúc, đủ đầy. Sao mẹ cũng nói dối con, hả mẹ? Quý vị đang nghe kể chuyện trên kênh YouTube Ngọc Ngân. Mời quý vị đăng ký kênh YouTube Ngọc Ngân để hàng đêm vào lúc 19 giờ nghe những mẫu chuyện hay và ý nghĩa.